Để sử dụng bộ đồ thỏ phục sinh. Cái này mà là con thỏ đấy hả? Đậu xanh. Gil, ông nhìn thấy nó giống con thỏ không Gil? Không, xấu quá. Xấu quá hả? Ok, và kèm theo đó là khẩu súng AK. Cực kỳ nguy hiểm. Mà vừa stream cái stream Nono luôn hả? Tối nay stream đâu? YouTube à? Tôi không biết stream Nono bữa nay mất thông báo hết trơn rồi nè. Stream không ai vào hết, đậu xanh. Cay. Cổng trời đi cho nó cắt. Đi học. Thường thường là live stream lên là mọi người sẽ thấy. Đậu xanh nay livestream lên không thấy thông báo, không thấy quèn gì hết. Vớ vẩn thiệt. Tôi sẽ kiểm tra lại Nono của tôi. Hello. Ok. Hai người nhá. Có hai người. Có hai người. Có hai người. Đang phê ở nơi đó. Đậu xanh cộng bay. Cậu dám nhặt AK của tôi? Trời, AK đấy sinh ra dành cho tôi đấy. Nói bộ này nhìn vào đẹp game, đẹp phết rồi. Dạ. Đẹp. Không xấu lắm. Đúng trông rồi, mỹ đẹp mỹ. Như là... Úp về. Đẹp như là cái... Cái mà Tami. Cái mà Tami. Đẩy không? Đẩy qua không? Đấy, nó đâu vậy? Bên trên nhà nhiều lỗ này. Nó có trên tầng không? Chắc trên lầu. Có thằng nhà nhiều lỗ nè. Rồi, chết. Thằng kia chết chưa? Ê, nó cứ tỉa được á. Nó trên nhà gà phải không? Nó xuống rồi. Ôi hai thằng ông ơi. Hai thằng bên đó. Bên này bắn nhau hay gì cơ? Không biết. Rút đi đã. Tôi có Grenada. Ây da, MP40 của tôi. Ây da, ông lấy hết đồ của tôi. Tôi lấy cái gì đâu? Nè. Yeah. Này, tôi có nhặt khẩu gì của cậu đâu, đâu sạch. Phải. Bên cái hai thằng lần á. Rồi bắn nhau không? Rồi, nè, trong bì nè. Hai bác. Đứng xa đâu. Kìa. Quay cả. Quá là như thiệt. Như đúng rồi á. Quay à. Ba kìa. Thôi, yêu lắm á, yêu lắm á. Cực kỳ nguy hiểm. Vãi chưa. Chạy đứng rồi. Vãi rồi. Vãi. Tự nhiên vãi lẹt. Tội vãi chưởng á thiệt chứ. Giả bộ bắn nhau chạy. Cũ thế thôi mà vẫn nhiều người tin. Hài giả cư. Phi qua như kiểu sắp vỡ được. Hello, các bạn có thông báo rồi hả các bạn? Em vừa thấy thông báo rồi, cảm ơn tất cả các bạn nhiều nha. Trời ơi, anh em có thông báo rồi kìa. Hello. Hello. Hello, are you okay? Are you okay? Hello, okay. Mẹ thanh niên. Lấy đạn này, đạn này, lấy không? Không, lấy đi. Thanh niên chạy qua như đúng rồi luôn. Điện. Ông có biết là tôi bắt đầu thích khẩu súng M4A1 Giáng sinh không? Trời, nó mà cầm theo với lại là Hayato nữa thôi chứ. Cảm giác nó xí giống như là... Xí... Ơi, có thằng nghe nhà L kêu. Sau lưng nhà L. Đây nè. Đó. Còn thằng lên. Tôi có AK, nó lên kìa. Hay quá. Trời ơi, AK tím nè. Trời ơi.
Trời ơi, cảm giác à. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Cảm giác mà mình cầm lên được cái khẩu AK màu tím thì thôi chứ. Có thế nào? Cái gì? Cậu há cái gì à? Cậu chỉ là cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Cái gì mà bắn ai đấy? Tầm xa, thử tầm xa. Ê, cái gì á? Gì đó? Ra đâu? Không, ba viên bình thường. Của cậu coi. Bắn đếm chính xác cho tôi coi. À, mấy viên? Tap. Viên thứ tư bắt đầu mới lệch. Ủa, viên thứ tư mới lệch hả? Cái gì vậy? Ôi, đi sao đây này? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ba? Đi lên luôn đi. Đâu, cá thọt nữa. À, kinh vãi trưởng. Ba viên hả? Của cậu ba viên hả? Ngon. Viên tư đâu bị giật. Ok, tôi bắn không nhắm nè. Tôi bắn không nhắm cho cậu coi nè. Không ngọt tiếp cậu, viên thứ hai thì hơi giật rồi. Không, đủ 3 viên. Của cậu đủ 3 viên không? Đủ 3 viên. Mà tôi nghĩ nhiều khi là do nhiều khi gặp địch bắt đầu nó mới lệch được sơn. Kiểu không. Địch bắt đầu di chuyển ấy, xong nó bị cái ambot ấy, nó bắn xuống hay bị dây theo địch ấy, cái đạn nó hay bay lệch. 3 viên là đủ đúng không? 3 viên đủ đúng không? Xuống nhà. Ê, trước mặt hướng ở 195 sau nhà gỗ. Okay, tôi thấy khoảng tiếng. Đây nè. Kiểu nó quay nhìn mình. Ui, cậu ơi, tôi đang bắn không nhắm nè. Lên đâu chưa? Xa không, nói chung là bắn xa, chưa nóc. Nó cũng màu giống mình á. Kéo lên. À, kéo lên nè. À, bỏ lên. Mẹ nó chạy. Để tôi. Tôi sắp nổ mà. Để tôi. Chắc ông sắp nổ đúng không? Ê, nó bắn máu kìa. Để tôi. Dạ bộ chạy đi. Còn viên á cậu. Còn viên á. Chết cái chết hai đứa. Ây à, hai đứa để ra một lúc rồi. Ây. Cậu có súng bắn máu hả? Bắn tôi. Ờ, tôi bắn đây. Cậu hết máu rồi. Ừ, hết rồi, hết trơn rồi. Cậu bắn luôn cho tôi nữa. Ok. Tiếp nữa đi, nữa đi. Đây rồi. Đậu xanh đây rồi. Để tôi bắn cho cậu. Sướng không? Tôi không biết là cái ông ấy để đến rồi, đâm ra tôi đang cầm cái này. Cực kỳ nguy hiểm. Ui, tụi nó không máu luôn á. Ghê thiệt. Ôi chết rồi, sắp nổ tôi thấm á. Ê, trước mặt có địch. Nóc. Ghê hả? Cậu bắn gì ghê hả? Ngồi đứng. Kìa nó ngay bên tường, còn nữa. Tôi hết máu. Tôi không có lên máu. Lên chung, đẩy chung. Ok. Đây nè. 102 máu đâu rồi, 102 máu đâu rồi. Ây da, trời ơi, tôi tưởng nó qua kia rồi, đậu xanh. Nó có máu không ta? Rồi, chia. Rồi, tôi hai bên. À, rồi, để tôi bắn máu cho cậu. Đưa đây. Đâu rồi? Rồi, ok, thấy rồi. Mẹ, tôi vẫn ra để tôi cố để cho cậu mất thời gian để tôi lấy cái giảm thanh mà tụt mất được, đậu xanh. Cậu bơm máu gì vậy? Trời ơi, cực kỳ nguy hiểm. Vãi trưởng. Không có giáp luôn. Ủa, cái thằng ông bắn chết ở đây đâu? Đấy, cậu bị màu mắt à?
từ đó. Ui trời ơi, kho máu kìa cậu ơi. À, kho tàng luôn, vãi cả sành. Trời ơi, sướng. Kho máu. Thành thanh rồi này. Hướng 75 con người. Thật đấy, ngồi đứng cái chết luôn. Về thì cực kỳ nguy hiểm. Hello, chào tất cả các bạn đang có mặt trên kênh của mình nha. 75 con người nha. Trên đồi, trên nhà đá. Dám chơi AK tìm. Trời ơi, khẩu này bắn thường hơi bị ngon luôn á. Không mà ngắm. Không mà ngắm bắn luôn. Hơi bị xịn. Chạy rồi, chạy lên cổng trời rồi. Okay. Thấy tôi nhìn từ xa ghê không? Dưới đó tôi biết trên nhà đá luôn ghê không? Okay. Cực kỳ nguy hiểm. Shit ghê. Xoài đi. Hack, cậu hack đúng không? Bạn hack rồi. Hack kêu quần que. Hack cua đúng không? Hack quát đúng không? Hack cua. Nòng ba này. Giảm thanh rồi còn thèm nữa. Nè, nòng ba giảm thanh rồi gì nè, tôi vứt đầy đường này. Đấy, cho cậu hết á. Để tìm giáp nổ cậu ơi. Không thôi, banh xác bây giờ. Tôi có giáp nổ mà. Hello, cảm ơn anh Nguyễn nha. Đây nè, thính nè. Ồ, giáp nổ. Lấy đi cho cậu á. Thôi, mặc đi. Tôi bảo tôi có giáp nổ mà. Tới thính đi, lấy thính đi. Mà tôi có giáp nổ mà. Thôi, tôi không lấy đâu, tôi đi đây. Cái gì vậy? Mà tôi giáp nổ còn 70% cơ. Ơi. Hai thằng nó bắn tôi luôn á Gil. Đứng trên bắn giùm tôi coi. Nó nhảy xuống kìa. Mày láo. Láo. Đừng để nó bắn Gil ơi. Cái gì máu rồi. Tôi quăng đạn lựu đạn á. Chết rồi đúng không? Chết rồi, thằng ở dưới chết, thằng trên chưa chết. Ê, chạy double down rồi, nó chạy double down rồi nè. Ok. Tôi tới được không? Được. Bờ rào lớn cơ. Đấy, nó chạy sang bên phải kìa, chỗ S. Chỗ mặt S, bờ rào trắng. Hay quá cậu ơi. Hay quá cậu ơi, bắn chính xác rồi cậu. Bắn chính xác rồi đó cậu, bắn hay lắm. Chạy được ngay, chắc. Trời ơi, có biết là nó đã fit cái lỗi bắn xuyên hàng rào được không cậu? Phóng người nè. Phóng xuyên hàng rào. Đâu có xuyên được qua được không? Không. Xuyên qua đâu có chết đâu. Ghê à? Đâu có khi nó bắn không trúng ấy. Ai nói? Nó bắn trúng mặt tôi luôn mà. Tôi không chết. Tại vì tôi hát bất tử mà. Trời ơi. Thả đi. Ad có xe mới chưa? Xe này hiệu ứng phết mà. Wow, cho tôi lên xe có với. Đèn à? Có đèn. Trời, có xe. Đèn luôn hả? Trời ơi, xe này để ơi, đậu xanh. Mẹ. Lên chở đi cậu. Trời ơi. Xe sao sao cương ngon phết rồi. Đây sao có sao đâu. Đẹp hả? Có đèn luôn. Có đèn luôn. Có là chạy nhanh nhỉ? À, xuống dốc. Có chạy nhanh hả? Chạy nhanh cái đầu mi á. Nên nó có bơm nitro mà. À, trước mặt. Đó, thôi cậu, thôi cậu. Cái gì vậy cậu? Đồ gì theo nó luôn mới đau chứ. Trời ơi cậu. Cậu kinh nhờ. Cậu bắn gì kinh nhờ. À có đứa đưa. À. Ê à. À. Bọc kéo ra. Ê rồi, có đứa đang đến. Ê, đứa đến trước mặt tôi kìa. Bọc kéo ra, không tôi chết. Nào. Bắt đầu tắt cốp ấy, tôi nhìn biết không mở ngắm bắn đấy. Cái gì? Mẹ MP 40 giây thì đâu xanh. Điên, nó đứng tầm xa mà MP 40 của tôi đâu tầm xa được cậu. Chứ phải là do tôi bắn ấm nộng kia là tôi không mở cốp ấy. Thử xem. Cậu có biết rằng nó bắn như một vị thần không? Xém chút nữa là tôi sắp mặt. Tôi hết bom keo mà cậu cứ kêu tôi bom keo ra. Không bom keo luôn. Không. Không xin, đâu xanh tôi có một nồi này mười mấy quả này. Cậu không nói thì ai biết cậu có. Xanh, cậu im đi, cậu có cái quần què giờ mới có nè. Thôi đi cậu thì
Thôi đi. Thôi, đi đi chạy không? Đi đi đi. Ui ui xe đẹp xe đẹp xe đẹp xe đẹp. Đám khủng. Đi 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 nhanh 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 tốc độ tốc độ. À, bò nó cắn tôi. Đậu xanh cầu. Đậu xanh cầu. Đậu xanh. Vào được. Đậu xanh. Ok. Đèn xe nhìn sáng quắc quắc luôn. Đây. Thôi tôi không đi xe với cậu đâu, đi xe với cậu nguy hiểm lắm. Mẹ nè. Xe này sao chạy cảm thấy nó chạy nhanh kiểu nó khỏe chưa này? Khỏe chưa thì. Ơ chứ mà. Đâu? Có điện bên phải. Rồi tông luôn. Mẹ mày. Rồi chết luôn rồi. Tai nạn xe chết rồi. Xuống 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 xuống. Thúy ơi. Tại sao em lại này nằm như vậy? Em nằm như là một cái đống. Đợi cái gì đấy? Còn hai bom queo đó lấy đi. Nè chuẩn bị nó chạy lên nè, nó up lên nè. Hai thằng up lên nè. 15 quả. Ủa quả cún cậu nó chạy vào tôi 16 quả. Tôi 6 quả. Vừa đủ xài. Tôi 15 quả. Hơi bị thử. Khó có ai không ta? Có rách lên. Vớ người ta. Có địch. Tôi không nghĩ vậy đâu. Tôi nghĩ nó ở phía dưới nè. Kho nó không chạy lên đây được. Tôi phải cần cam ở phía dưới này. Dưới này nó chạy lên được. À đâu? Không tí nghe. Mẹ làm hú hồn con chim mén vậy cậu. Đang max speed. Ông béo ở dưới chắc lùn. Chắc chắn luôn. Hai cái nhà kho lớn. Kho trên. Mình đứng trên đây cam thôi. Đây 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 ai rồi. Ok. Ui cậu bắn gì ghê ở bên kia kìa. À có tụi bắn nhau à. Nó ngoài vào, nó ngoài vào, chuẩn bị chạy vào nè. Nó chạy vào là mình bắn nè. Nó chạy lên dốc nè. Còn hai đứa cậu ơi. Nó hai đứa luôn á. Đâu vậy? Sao, đâu sao? Sau lưng cũng có nữa cậu ơi. À nó là cổ điện, cổ điện, cổ điện. Thằng sau lưng cổ điện. Ông này cổ điện lớn đấy. Từ từ cậu ơi. Thằng kia quật dao tôi sẽ giết thằng cột điện nè. Xuống chơi thằng cột điện không cậu? Ok. Yếu. Ngay gốc cây. Ok lên. Let's go. Dựng tường băng lên cậu. Tét, tét sọ như chơi đó. Mày sợ mày lắm luôn. Tớ sợ cậu lắm luôn. Không có work cái gì hết. Ok work luôn. Work luôn. Work luôn, work luôn, work, work, work. Work luôn, trời ơi. Hai con xanh lè ngầu vải trưởng. Work, work. Ê sao bộ đồ của cậu màu đậm hơn của tôi vậy? Sao màu có sáng trưng của tôi túi sẫm này. Cực kỳ nguy hiểm đến từ vị trí của IS Mobile và Tát Gil Sô. Tôi sẽ lên huyền thoại. Thôi, 20 kill luôn cậu kìa. Rồi à. Trời. Ờ, cứ tôi hơn cậu là do tôi chém à. Đấy, kỹ năng của tôi hơn cậu. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem video của mình. Nhớ đăng ký kênh của mình và bật nút chuông lên để mỗi lần mình đăng video các bạn sẽ nhận được thông báo. Và đừng quên đăng ký kênh AS Mobile Streamer của mình và kênh AS Mobile Vlog nha các bạn. Vâng, và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.